mua lô như hồi nãy vậy đó. Hồi nãy mình mua được bao? Hồi nãy mua lô dưới cho em. Không, mình mua xe kẻ. Mua xe kẻ đi, đúng rồi. Mua cái gì nè? Mua gì nè? Tam giác, hình tam giác nè. B3A3B5. Thôi B3A4B5 đi cho nó có hình gì nè. Hình gì mà Pythagore, định lý Pythagore gốc Pythagore chán. Phải là B3A4B7. Nó bớt bỏ toán học vô. Rồi, đi. Rồi, chọn đi. B3A4B5 anh. B3A4B5. Dạ. Mua ba lô không có gì vui hết. Ủa? Thiệt. Bên đây em nghĩ phải là A1. A1. A6. B8. Như cũ thôi. Như cũ ha. Gợi ý: câu ca dao châm biếm những người mê tín dị đoan và làm việc mà không lượng sức mình. Mở ô chữ. Lên đi, lên đi. Lên đi, lên đi. Đập đi, gõ. Ừ. 1 triệu. Nó không có dành đập gì lớn. Tại vì anh biết là em thua đó đàn. Anh trả lời được. Thử đi, mình nhắc thử đi. Bà già đi chợ cầu đông. Cái ba cái lùm này không biết. Ôi trời ơi, không biết mà kêu đánh. Con bé này nó không biết mà đánh chi chi. Bỏ đi, từ. Người ta chưa trả lời. Ừ. Chưa, người ta chưa. Không bóng. Biết đánh chi vậy Trang. Tại vì anh bà cái tư duy từ từ anh. Bà đó. Già đi chợ cầu bông. Kiến thức nó nhiều quá. Cầu đi. Đông, cầu đông. Mua một quẻ bói lấy. Lấy chồng được chăng à, con chuối là lấy chồng được chăng. Phải còn lấy chồng được chăng không? Bây giờ là đến xem gì xem ngay. Xem ngay quẻ. Chết với chị rồi Trang ơi. Không, bây giờ mình nè. Có 20 triệu. Bốn ký cái dứa rồi. Lấy cái nguyên tắc là thơ Lục Bát. Ở cuối cái chữ sáu này nè. Sáu cái gì? Lại cái đây là ông. Ông thì đã lấy chồng nè, lấy chồng được chăng là đúng rồi. Lấy chồng được chăng là đúng nè. Đang cần cái cụm này nè. Bà già đi chợ. Cụm này là không. trong cái khúc mà quận 7 Hóc Môn nè mà đầu tư quá là không biết được. Sao? Có đáp án chưa? Có anh có. Đọc đi. Đọc thì em đọc câu đầu nha. Bà già đi chợ cầu đông nè, chính xác nè. Xem một quẻ bói lấy chồng được chăng? Chốt chưa? Được. Chốt. Mai bà lấy được. Chốt. Chốt bà. Chốt. Một cái câu trả lời như vậy mà dám chốt à? Chốt. Đây là một đáp án sai. Đây nè. Xin lỗi à. Bên đây là bây giờ là 40 ký cá dứa rồi nè nha. Trời ơi, không những trả lời 2 câu mà trả lời luôn 4 câu luôn nè. 4 câu luôn nè. Vô anh. Bà già đi chợ cầu đông. Xem một quẻ bói lấy chồng lợi chăng? Thầy bói gieo quẻ nói rằng lợi thì có lợi nhưng răng không còn. Ghê chưa? Đó nhớ lợi nè, nó lợi mà. Chốt chưa? Chốt. Thấy người ta hùng hồn ghê chưa? Đúng. Thấy chưa? Thấy oanh liệt ghê chưa? Đó. Vậy mà đó là câu trả lời sai đó. Này tôi cười tới sáng. Hồi nãy cái câu thực sự là cuộc đời em chưa nghe qua luôn á. Bây giờ em một quẻ bói là em tự tưởng tượng, tự nghĩ là nó dần á. Em nghĩ là bà già đi chợ cầu đông bắt gieo quẻ bói. Bắt ai? Thì cái có bà bói mà ngồi bắt là ê gieo quẻ bói ông con năm nay nó chồng hơn đó. Lên nó chuyên tiếp. Tí tốn 1 triệu lận anh. Ôi. Nếu mà cả hai đội đều không có đáp án, anh sẽ mở ra một cái lượt mua mới. Nhưng mà thiệt ra vừa rồi các em đã gần đúng. Chỉ sai đúng có 1 chữ mà thôi. Một chữ gì trời, cái bà này phải là bà già đó không ta, hay là bà nào? Không là bà đào đi chợ cầu đông. Trời ơi, gì rồi bà? Rồi, bây bà giờ đào. Em lên nè. Nè. Anh luôn hả? Ê, 1 triệu anh ơi. Một mình triệu. Giàu mà em mình đang có 10 triệu. À, quên. 1 triệu. Sao nè? Nè, bây giờ mình chơi lại nè, xé nháp chơi lại nè. Bà già đi chợ cầu đông nè. Bói xem quẻ bói. Lấy chồng lợi chăng bà bói đó mua 2 lô đất nền. Tới chắc xem, luôn. Tới không. Xem hả? Chốt luôn không? Chốt. Chứ còn gì nữa. Tại vì thường thường Lục Bát nó không có lập dần. Đúng đó là thường á. Sai. Em nghĩ là bà già đi chợ cầu đông đến xem quẻ bói. Giờ mua đi, anh đó nói anh mở lấy một cái được mua mới mà. Muốn mua không? Em tức cái chữ này quá, mua cái B2 đúng rồi, cái chữ gì? Quẻ nè, cái chữ quẻ đáng lý nè. Giờ mua là không? Là nó nằm ở B4 mới đúng nè. Mua một lô cũng em được. Em chắc không nè. Mua một lô nhưng mà mua mình lỡ bên kia đó. Anh em mua. Em mua lô nào? Em mua 3 lô này. B1, B2, B4 đúng không? Mua 2 lô này với được với này. Ừ, cái này là quẻ, là quẻ bói. Bỏ chịu gửi, anh bỏ chịu gửi, mua B1, B2 với lại B7. B1, B2, B7, bên đây mua lô nào? Em mua một lô A2. A2 thôi, em coi cái bà này có tên gì. A2 đúng không? Dạ. Ok, mở ô chữ. Chạy, chạy lên. Bên kia, bên kia có thắng cũng không được. Thủ đằng trước. Ủa đúng luôn mà. Thủ đằng trước. Nó y chang như vậy luôn kìa.
nó bị thiếu ba chữ gì đó. Nếu mà ráp lại y chang câu nãy của Đào mà của sai, mình xu ghê. Ôi ơi, tôi chạy muốn bông gừng. Ủa, cái này phải là cái cầu đông không hay là chợ bà đông? Bà già đi bánh chợ. Không, bây giờ mình xin chương trình á, quay lại khúc này đi. Bà già đi chợ, bà già đi chợ cầu đây, đông. Đây, đằng nào cũng đã mua. Đây, chơi chơi. Rồi, cũng đã gõ chợ. Rồi. Bà già đi chợ cầu đông. Xem một quẻ bói lấy chồng lại chăng. Chắc chắn hay là đúng hai cái này nè. Ủa, hồi nãy em đánh chuông trước mà. Bên đây trước. Bà già qua chợ cầu đông hả? Không, bà hả? Già qua chợ An Đông. Trời ơi. Chứ cái này không phải cái cầu rồi. Ủa? Em biết rồi. Bà già qua chợ còn đông là tại người ta còn bà bu và lại bán mua đúng không? Ừ còn đúng rồi, người. Buổi sáng. Còn đông là đông người đó. Đọc đi, nhanh lên, hết giờ rồi. Bà già đi chợ thần đông. Thôi ơi, thôi, 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 thôi. Nghe cũng hợp lý vậy. Xem một quẻ bói lấy chồng lợi chăng. Chỗ không? Không. Trời này ai lời sáng sớm, trường sáng đi coi bói. Quẻ cũng rảnh. Bây giờ nè, xem một quẻ bói, xem một quẻ bói là đúng nè. Ừ. Em chắc chắn em chắc cái lô này là lô bói nè, lô chồng nè. Chữ cầu đông là đúng rồi, trong cái giao cầu đâu. Đông. Ôi chàng. Ba cha. Đó, chữ An Đông hay chữ có thể là nè. Nghe em nè, ra chợ có là đi chợ nè. Qua chợ nè, ra sang chợ nè. Chợ. Ra chợ, sang chợ là gì? Chủ chợ bà sang chợ cho người bà khác. Bà sang lại, bà lên siêu thị. Bà khùng gì bà sang chợ. Sao nhanh, 5 giây cuối cùng. Ai biết. Bà già ra chợ cầu đông. Xe mở quẹ phối, lấy chồng lại chăng. Rồi chốt. 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 Bà già ra chợ cầu đông. Tự nhiên ra chợ cầu đông. Bà già bà rảnh. Chính xác. Bà già ra chợ cầu đông, xem một cái bói lấy chồng lời chăng. Cái nghiệt ngã là cả hai đội khi mua lượt hai không ai mua đúng cái từ đó hết trơn rồi. Ờ, tưởng đâu bả đi ai về bả ra không à. Ừ, nhớ nha, nhớ nha, bả sát bên bả đi ra. Nhớ nha, câu này là chữ ra đó nha, nhớ nha. Không thì đúng là có những cái câu khác như là bà già đi chợ. Dạ. Nhưng mà đây cũng là một trong những dị bản. 10 triệu dành cho đội Xuân Trái. Lỗ quá rồi. Câu số 3. Mời ô chữ. Bên đây mua trước. A1, A6, B8. A1, A6, B8. Đây, giờ mua luôn nè chị Vui coi. Mình rút kinh nghiệm nè. Mình nãy là mình, bà già nè, ra nè, mình mua tiền nè. Nè, bây giờ mình mua cặp luôn nè. A1 mình mua A2 nè. A5 đi với A6, B7 đi B8. Đi sát cho luôn đi. Vậy thua sao? Đọc được sao không? Biết hồi nãy là mình cũng mua 6 lô mình mới thắng đó chứ. Sao mình không canh mấy cái chữ giống nãy mình bị giống vậy đó. Thôi, tốt lắm. Rồi chốt đi, bây giờ anh chốt đi. Bữa nay anh chốt, nãy anh chốt 2 lô rồi. Anh chốt. Bên đó mua nhà mà cũng lâu chốt, rồi. Chốt rồi đó, chốt rồi nè. A2, A5, B7. A2, A5, B7. Gợi ý. Câu cái dao mượn hình ảnh mái tóc để diễn tả tình yêu trắc trở không thành duyên, khiến người trong cuộc bâng khuâng nhớ mãi. Mở chữ. Thôi, đừng đánh này, không biết rồi. Em biết câu trên nè. Biết câu đúng câu trên nè, còn câu dưới không nhớ. Thôi, biết hết đi, mình lại đánh. Tóc mai sợi trời dài. Chuyện dưới này em không biết. Câu này em không có yêu đương nên em không biết cái này. Nếu không thì mình sẽ mở lượt mua mới. Ừ, Quang hả đánh anh ơi, lỗ mất 1 triệu đó. Em mua em cũng tốn 1 triệu. Tóc mai sợi dài. Cái này thì mình biết rồi nè, còn cái hàng B1, B2 là không biết luôn á. Dạ. Thì mình mua đi, bây giờ sao? Mua mới nha. Mua mới đi anh ơi. Anh nói cho em nghe, kiểu gì bên đó cũng thua mình à. Yeah. Mua tiếp hả? Ôi đau lắm. Nó khùng. Em nói câu này thử được không? Nó khùng quá. Nè, tóc mai sợi ngắn sợi dài. Thì lên đánh chiến. Dùng xà bông gội tóc dài ngàn năm. Dùng xà bông gội tóc dài ngàn năm. Cái đó là sai chắc luôn. Ai mua tiếp đi. Mua mới nha. Mua tiếp đi anh ơi. Rồi, lượt mua thứ hai đã được mở. Bên đây muốn mua mấy lô? Em mua một lô trước thôi. Ở hàng B đó, được mua hàng A. Hàng B là chắc chắn rồi. Cái này là nè, còn đây nè. Nè, B1, B2 nè. Cái này em biết nè. Em lấy B2. B2. Một lô thôi không? Một lô. Bên đây. Mua B6 đi. B6 đi. Trời ơi, chữ trời, B6 này quá dễ rồi. B6 dễ mà. Chữ gì? B6 chữ gì? Kệ anh ta. Thì thôi, mua B4 đi. Điều kiện. Ra B6 đúng không? B4. B6 là chữ hoài, ai không biết. Thương hoài ngàn năm. Thương hoài ngàn năm. 1, 2, 3, 4 thôi không? Thương hoài ngàn năm là ngàn năm thương hoài một bóng hình đây. Dạ B4 à. B4. Mở ô chữ. Đi đi, đập đi, đập đi. Đập đi, gõ. Trời ơi. Không, anh nói với em, mình vẫn thắng. Bên đây vẫn thua. Bên đây kiểu gì cũng thua.
ăn chạy mệt nha. Mai sẽ ngắt sợi dày. Mai sẽ ngắt sợi dày. Coi nè. Dạ sao ra đúng một câu cho anh nha. Đọc đi. Tóc mai sợi ngắt sợi dày. Cắt nhau chẳng đặng. Xa nhau chẳng đặng. Chẳng đặng là chẳng được. Tội lâu quá đi. Chẳng đặng. Yêu thương yêu. Yêu hay thương. Rồi đọc nha. Tóc mai. Yên tới ta đọc. Định rối bị chồng chồng mít. Không có thu hình được. Khỏi khỏi. Tóc mai sợi ngắn sợi dài. Chốt câu này. Xa nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm. Chốt đi. Đúng không anh? Biết. Trời ơi trời, con hỏi em đi. Đáp án sao? Chốt luôn. Tóc mai sợi ngắn sợi dài. Xa nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm. Chốt không? Chốt. Mắt trẹo. Đây là đáp án. Sai. Đây nè, nghe bên đây trả lời nè. Đánh chiên. Đánh rồi, nãy đánh rồi. Đánh hụt, đánh trễ hơn ta mà. Nè, bây giờ nè. Lo quá, một công, một nè. Điểm, một triệu nha. Tóc mai không ngắn nha, em không ngắn nha. Sợi vắn, sợi dài. Đó. Thương nhau chẳng đặng, nhớ hoài ngàn năm. Chốt chưa? Chốt. Đúng rồi. Chắc luôn á. Thật ra bên các em hồi nãy mình sai đúng một từ. Ủa mình vậy hả? Mình sai một từ, đúng không? Qua bên đây sai ba từ. Ôi hồi nãy sai. Sai. Ôi hồi nãy kia. Ôi đội đó thi em sáng mắt rồi. Cái quan trọng là bây giờ tụi em mua. Ê mua là phải chạy lên giật nha. Chạy là phải giật đập liền. Đập liền. Có mua nghĩa không? Đồng ý mua không? Mua, đòi em mua. Không. Mua cái gì? Mua cái gì ạ? À? Ê gõ nữa hả? Gõ. Thêm một triệu nữa. Sai một chữ anh biết chữ gì rồi. Chữ gì vậy anh? Đây, anh chịu không chịu đó cho. Tóc mai sợi ngắn sợi dài sai. Tóc mai sợi vắn sợi dài đó. Xa nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm. Chốt chưa? Chốt luôn. Nãy bên kia đọc đâu đọc là xa nhau chẳng đặng đâu. Đây là đáp án sai luôn. Đó, đi thua. Mà bên đây sai tới hai chỗ lận đó. Đó. Em biết em sai rồi, anh đừng xéo xác em nữa nghĩa à. Nè bây giờ đọc hồi nãy đi. Bây giờ mình bỏ 1 triệu để mình đọc hai mai sợi ngắn. Nghe em nè. Hồi nãy là mình giờ mình mua đọc. Cái này nè. B1 đúng không? Với cái với khoan. Mua hai từ này nè. Từ B B1 với B5. B5. Mua B1 B5. Bây giờ bên này mua B1 B5, bên đây có muốn mua gì không? Em mua A4. A4. Ok. Chuẩn bị. Mở ô chữ. Phóng lên thôi. Yeah. Sao em lẹ vậy Đăng? Thử Đăng trước. Giống như là một bước lên thiên đàng vậy đó. Trời ơi, chơi giận giận động viên mạch ra tông lợi không? Thật nhẹ, thật nhẹ, lắc vòng. Lật đi, chương trình. Nè, cùng nhau đọc nha. Chưa, từ từ. Sợ ủa? Vậy? Sao sợ quá vậy? Ủa? À đúng rồi. Ê, chẳng đặng ơi. Lấy nhau. Lấy nhau, chẳng đặng hay là hổng hổng đặng. Trời ơi, nãy biết gì mua dư dư. Ê, đi. Miền Tây là hổng đặng mới đúng. Miền Tây, miền không, đúng rồi, chữ đặng là dư theo thấy cái hổng. Hổng đặng. Không có ai hổng đặng, hổng đặng là người ta ca hát cái dư dân chẳng ca đặng. Ví dụ ca là ngô kìa. Lấy em lắm. Hổng đặng đặng là dùng ngoài, hổng lấy đặng. Lấy nhau chẳng đặng, chẳng lấy đặng. Nhau hổng đó, đặng. Đi. Chốt anh. Tóc mai sợi ngắn sợi dài. Lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm. Chốt chưa? Chốt. Từ từ chưa. Lấy nhau chốt rồi, đã chốt rồi Đăng ơi. Nghe tuổi. Đã chốt rồi. Em này thích chốt quá. Phải là chữ sợi ngắn sợi dài không? Sợi ngắn nè. Tóc mai. Phải đúng rồi, cái này đúng. Phải chứ sợi ngắn không? Cộng ngắn sợi dài. Ừ. Cộng ngắn sợi dài đó. Cái gì ca dao đó vậy? Đó giờ nghe có cộng bốn cộng hàng nghe thôi chứ. Không để em nói nha, em nói bởi vậy viết cái kiểu mà cộng ngắn sợi dài con nít bây giờ nó học làm sao nó nhớ nổi. Bao nhiêu con ca dao? Trời ơi, có cái nào cộng không đổi không? Chốt rồi không đổi nữa. Đây là đáp án. Chuẩn bị. Thiệt chuẩn không? Bị. Chính xác rồi mà. Thì chuẩn bị. Thì anh nói đi mới phóng lên được chứ. Vỗ tay. Chính xác. Chữ sai chữ văn. Tóc mai sợi ngắn cái sợi chữ dài. Vắn là ở đâu ra? Thì anh nói rằng nó có luôn. Đó là gì bạn? Tóc mai sợi vắn sợi dài là có luôn. À, lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm. 10 triệu dành cho đội cơm trái. Chết rồi. Chết rồi. Quá rồi. Lỗ quá rồi. Mình được lên tiệm cho nên mình phải cẩn thận. Ôi, lát mình tự tin đi. Quá đúng không? Tự tin quá lên quấn chuyên liên tục mấy lần mà trả lời sai hết trơn trọi. Cá dứa, số tiền của các em còn lại là 19 triệu đồng. Trời ơi, còn được một